Thế làm nó con nói với Sally đi. Đó là cứ ưa thâu phim cho bà nội nó, thì nó Sally là nhờ cho em họ nó đó. Bây giờ lúc nào là năm sau Sally qua chơi với con thích không? Ngồi lên trung tâm thôi, bé con ngồi lên trên ghế đi con. Cái gì? Cái gì? Ờ. Nói tôi gửi lời thăm ông Chí nha. Dạ. À, lâu lắm tôi cũng chưa gặp ông. Ông giờ ông làm gì? Ông giờ là manager, cái tướng ông đó là tôi biết là thấy thằng ông là manager, director. Thấy tôi đoán đúng không? Hay là ông là một là về cái gì marketing á?